Kinh nghiệm du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm tự túc tiết kiệm nhất. Đối với những du khách nào từ miền Nam thì đi du lịch Sapa có vẻ hơi khó khăn hơn khách ở ngoài Bắc một tí vì đường xá xa xôi hơn và phải dùng nhiều phương tiện di chuyển hơn nữa. Mới đây thôi thì blog du lịch cũng đã có một chuyến đi du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm từ thành phố Hồ Chí Minh khá là thú vị vì check-in được khá nhiều địa điểm du lịch Sapa hấp dẫn. Mùa đông đã gần vào giai đoạn đỉnh điểm rồi và chắc chắn sẽ có rất nhiều các bạn muốn đi du lịch Sapa đúng không? Blog du lịch cũng muốn chia sẻ một chút ít kinh nghiệm du lịch Sapa tự túc 3 ngày 2 đêm của mình đến cho các bạn cùng tham khảo nha. Những lý do phải đi du lịch Sapa một lần trong đời. Thời tiết Sapa thì siêu đẹp. Với những đứa nào ở mãi miết miền Nam như mình thì cái cảm giác lạnh của miền Bắc thật sự là điều kỳ diệu. Trời lạnh thì ăn càng ngon, nhất là những món lẩu và nướng, đấy chính là đặc sản Sapa. Đồi núi phía Bắc thì cũng hùng vĩ hơn trong Nam rất nhiều. Nếu muốn thấy những dãy núi trùng điệp xếp lớp hoành tráng cỡ nào thì cứ đến Sapa sẽ biết. Cũng có rất nhiều địa điểm du lịch Sapa mà đi mãi cũng chưa hết nữa. Vé máy bay ra Hà Nội có cực kỳ nhiều chuyến, nhiều hãng, giá rẻ cũng có, hạng thương gia cũng không thiếu. Phương tiện từ Hà Nội đi Sapa cũng có rất nhiều, xe riêng, xe ghép, tàu hỏa, đủ thứ trên đời trời đất. Giá vé vào cổng các địa điểm du lịch Sapa nhìn chung cũng khá mềm, có nhiều chỗ vào cổng không mất phí tham quan gì hết. Bấy nhiêu lý do đó thôi đã khiến cho các bạn có ý định đi Sapa chưa? Nếu đã cuồng chân lắm rồi thì thẳng tiến Sapa thôi nào. Đêm đầu tiên, từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội và đi Sapa. 19:30 có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, làm thủ tục check-in để ra chuyến bay lúc 21:30 đến Hà Nội. 23:30 thì đoàn đã có mặt tại sân bay Nội Bài rồi. 0 giờ thì xe đón đoàn đi Sapa. Việc đầu tiên các bạn cần làm là đặt vé máy bay ra Hà Nội đó nha. Bọn mình xác định là sẽ tiết kiệm thời gian di chuyển đến mức tối đa nên sẽ tranh thủ từng chút. Vé máy bay bọn mình đặt từ tối thứ năm, khoảng 21:00 bay đến Hà Nội là 23:30 khuya. Trở về vào thứ hai cũng bay 21:30 vì bọn mình đã dành ra một ngày để check-in tại Hà Nội luôn. Nếu các bạn nào không có nhiều thời gian thì có thể book vé máy bay về từ chủ nhật nha. Giá vé máy bay khứ hồi thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội mình book của hãng Vietjet chỉ có 1.250.000 đồng cho một người khứ hồi luôn cả hành lý ký gửi. Xong phần vé máy bay, bây giờ là đến phần đặt xe lên Sapa. Bọn mình đi tổng cộng 7 người lớn nên thuê riêng một chiếc limousine để lên Sapa cho thoải mái về thời gian. Xe đón bọn mình ngay sau khi bọn mình đến sân bay Nội Bài. Cả đám lên xe ngủ một giấc là đến nơi. Giá thuê xe riêng limousine 9 chỗ bọn mình thuê là 3 triệu cho chiều từ Hà Nội lên Sapa và 2.800.000 cho chiều về từ Sapa đến Hà Nội. Tính ra khoảng 850.000 đồng cho một người khứ hồi cho phương tiện đến Sapa. Nếu mà các bạn nào đi lẻ theo nhóm nhỏ hoặc không thích đi xe riêng chi phí cao thì có thể tham khảo thêm những phương tiện đi ghép khác như là xe khách hoặc là mua vé xe limousine nha. Chi phí dao động từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng một người nếu các bạn sử dụng xe ghép. Lịch trình ngày đầu tiên đến du lịch Sapa. Đến Sapa, đi Fansipan và chợ đêm Sapa. Khoảng 5 giờ thì đoàn đến Sapa về khách sạn Nhân Phong. 7 giờ ăn sáng, sau đó đi Fansipan. 15 giờ thì về khách sạn nghỉ ngơi. 18 giờ đi ăn tối, rồi dạo phố Sapa về đêm. Về khách sạn thì bọn mình có tham khảo một vài khách sạn ở Sapa trong mức giá khoảng 1 triệu đồng cho một đêm trở xuống. Sau khi cân nhắc và tham khảo nhiều khách sạn Sapa thì bọn mình chọn Phương Nam Hotel, nằm ngay trung tâm nhưng lại có view toàn cảnh ra đồi núi nhìn rất thích. Phòng khách sạn Sapa này mình có mã giảm giá, cho nên giá phòng là 750.000 đồng cho một đêm, phòng panorama không ăn sáng, và 650.000 đồng cho một đêm, phòng view núi không ăn sáng. Mình không thích ăn sáng tại khách sạn lắm, cho nên giá phòng không ăn sáng cũng không trở ngại nhiều với mình. Mình có tham khảo thêm thì thấy có khá nhiều những khách sạn Sapa giá rẻ bình dân, cũng nằm xung quanh khu vực đó, với giá chỉ từ 300 đến 600.000 đồng cho một đêm, nhiều lắm. Nếu các bạn muốn đi du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm tự túc giá rẻ thì có thể tham khảo nha. Vì xe ô tô đưa bọn mình đến Sapa cũng chỉ mới có 5 giờ sáng, lúc này chưa có khách sạn nào cho mình nhận phòng sớm miễn phí hết, cho nên cả bọn quyết định là sẽ trả thêm để được nhận phòng sớm vì ở ngoài trời thời tiết Sapa lạnh vô cùng. Lúc mình đến nhiệt độ là 8 độ C. Với một đứa chịu cái nóng miền Nam quanh năm suốt tháng thì 8 độ C đã là một con số khiến mình nổi da gà rồi. Chi phí nhận phòng sớm là 200.000 đồng cho một phòng nha các bạn. Tại khách sạn Sapa này có hệ thống điều hòa hai chiều, có cả chăn điện để sưởi ấm. Những món đồ này thú thiệt là lần đầu tiên bọn mình được biết đến luôn ấy. Nằm ngủ đến 7 giờ sáng thì cả bọn kêu nhau dậy để ăn sáng rồi check-in đỉnh Fansipan luôn. Đặc sản Sapa ăn sáng đích thị là phở. Phở Sapa ăn khá là miệng, có lẽ là do một số loại gia vị đặc trưng của miền núi. Giá phở tại quán ăn Sapa này là khoảng 40.000 đồng cho một tô đầy đủ,
Trời lạnh như thế này, được xì xụp tô phở nóng hổi thì quá sung sướng. Ăn xong rồi thì cuốc bộ chừng 5 phút cho tiêu là các bạn sẽ đến được Sapa Station, nằm ngay tại quảng trường Sapa. Vào đây thì bọn mình mua vé đi Fansipan nha. Nhớ là mua vé tại tầng 1 khu Sun Plaza, trung tâm thị trấn Sapa. Giá vé Fansipan nó khá lằng nhằng vì có rất nhiều trạm trung chuyển. Mình lên mua vé cũng loay hoay mãi luôn, may mà gặp được anh nhân viên hướng dẫn giải thích cụ thể. Cái bằng thẻ. Lượng mình lên cáp treo thì sẽ đi cái này, còn đi từ tàu Bướm Hoa thì là đi từ sân này lên đến sân cáp treo để đi cáp treo. Xong từ sân cáp treo thì mình sẽ lên đến đỉnh ấy thì có 600 bậc để đi, thì mình nếu mà mình không muốn đi bộ thì mình sẽ đặt thêm cả vé tàu hỏa lên. Dạ được, em muốn đặt luôn cái combo ba cái đó. Mình đặt mấy vé? Một vé thôi. Nếu mà quét VNP thì ấy còn đặt thẻ gì ạ? Thẻ đúng không? Dạ đúng, đặt thẻ. Vậy là mình mua xong vé cho mình rồi, tổng thiệt hại là 920.000 đồng nha. Những thành viên còn lại trong đoàn vì đã book trước vé Fansipan qua website vécaptreo.com cho nên là mua được vé giá rẻ hơn, chỉ có 890.000 đồng cho một người thôi. Lúc đặt thì thiếu một vé cho nên mình phải mua vé bổ sung. Đến được bến chờ xe lửa Mường Hoa rồi thì các bạn lên khoang tàu luôn nha. Đầy đủ người rồi thì tàu sẽ đăng bánh. Mình sẽ đi ngang qua thung lũng Mường Hoa cực kỳ đẹp. Mặc dù mùa này ruộng bậc thang đã được thu hoạch hết rồi cho nên không còn sắc vàng đặc trưng của lúa nữa, nhưng mà nhìn xuống bên dưới vẫn rất đặc biệt. Đi tầm khoảng 7 phút là đến được với Mường Hoa Station. Sau đó thì các bạn cứ đi theo chỉ dẫn để đến được ga cáp treo Fansipan nha. Các bạn lưu ý, nếu các bạn mua vé tại nhà ga như mình thì các bạn sẽ có rất nhiều vé được đính với nhau. Việc của bạn là phải giữ thật cẩn thận, vì vé nào mất là coi như mình không còn được quyền lợi của vé đó nữa. Bên cạnh đó, nếu các bạn lấy vé booking theo đoàn thì là vé all-in-one, đi qua mỗi cửa sẽ có một người bấm lỗ trên vé đó. Khi các bạn dùng hết 4 lỗ là vé hết hiệu lực nha. Cáp treo Fansipan sẽ đưa các bạn đến với một thế giới trên mây cực đẹp. Ngồi trên cabin mà thấy trắng xóa, đó chính là mình đang đi giữa mây đó, rất thích thú luôn. Sang đến bên kia là ga Fansipan, cách đỉnh Fansipan khoảng 600 bậc thang. Đến đây thì các bạn có thể leo bộ lên đỉnh Fansipan hoặc là đi tàu hỏa leo núi để có hành trình du ngoạn khám phá Fansipan ấn tượng nhất. Mình cũng mua vé đi tàu hỏa leo núi này rồi cho nên là cứ dùng thôi. Ở đây thì muốn chụp ảnh full bộ nhớ luôn cũng được vì nhiều cảnh đẹp lắm. Tại đỉnh Fansipan thì chắc chắn là các bạn không thể nào bỏ qua check-in tại cột mốc đỉnh Fansipan rồi. Đây là một trong những điểm chụp hình tại Sapa đẹp nhất mà hầu như du khách nào cũng phải có vài kiểu ảnh. Ngước lên trời xanh thì thấy đây được mây mù bao phủ xung quanh, thậm chí các bạn còn đứng cao hơn cả mây nữa cơ. Vào những ngày thời tiết đẹp thì có thể lại còn được săn cả mây nữa. Các bạn có thấy cảnh mây đang bay lần vần xung quanh mình không? Tại Fansipan thì nhiều nhất là các công trình tâm linh hoành tráng được xây dựng ngay ở nóc nhà Đông Dương này. Các bạn có thể đến tham quan và thăm viếng nha. Cuối cùng sau khi vui chơi xong thì mình sẽ về nhà hàng Vân Sam để dùng buffet trưa. Ăn no nê rồi thì quay về lại thị trấn Sapa bằng tàu hỏa leo núi Mường Hoa. 15 giờ là về đến phòng khách sạn, ngủ một giấc cho lại sức, rồi tối thì đi ăn tối nha. 18 giờ thì cả đoàn tập trung tại sảnh khách sạn, đi dạo vòng vòng thị trấn kiếm chỗ ăn. Bọn mình thì chọn ăn ở nhà hàng A Phủ, là một trong những địa điểm ăn uống nổi tiếng nhất tại Sapa. Thức ăn ở quán ăn Sapa này khá ngon, quán đông cho nên đôi lúc phục vụ không được nhanh cho lắm, nhưng sự nhanh nhẹn của nhân viên là đáng ghi nhận. 7 người ăn uống no say chỉ hết có 800.000 đồng thôi. Vì có một sự cố không mong muốn khi ăn uống tại nhà hàng này nên bọn mình được voucher giảm 10%, còn nếu giá gốc là khoảng gần 1 triệu nha các bạn, nhưng tính ra vẫn rẻ nha các bạn. Sau khi ăn xong rồi thì dạo phố Sapa về đêm, trời càng tối thì sương mù càng nhiều, bọn mình đi xe điện xung quanh thị trấn để ngắm phố phường. Xe điện đi một vòng thị trấn Sapa là 150.000 đồng cho một xe riêng, chở được từ 12 đến 14 người. Nếu đi xuống chợ đêm mới là 10.000 đồng cho một người nha các bạn, tính ra thì đi càng đông sẽ càng rẻ cho đoàn. Xe kết thúc chuyến đi là tầm gần 9 giờ tối, lúc này thì ở khu vực quảng trường Sapa khá vắng người, không cần hơi ấm của người cho nên sương dày đặc luôn. Đứng cách 2-3 mét là cũng không thấy người đằng trước ở đâu luôn ấy. Thôi cũng muộn rồi cho nên cả bọn sẽ quay về khách sạn nghỉ ngơi thôi, ngủ một giấc thật ngon vì ngày đầu tiên đến Sapa quá mệt mỏi rồi. Sang ngày thứ hai sẽ check in bản Tả Van, bãi đá cổ Sapa, bản Lao Chải và bản Cát Cát. Khoảng 7 giờ mọi người dậy ăn sáng, 8 giờ thì thuê xe đi bản Tả Van Lao Chải. Đến 13 giờ thì ăn trưa tại thị trấn, 15 giờ thì đi bản Cát Cát, 18 giờ thì về lại thị trấn ăn tối nghỉ ngơi, 20 giờ thì tham quan chợ tình Sapa, xem múa hát giao duyên.
Ngày thứ hai trong chuyến hành trình du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm, bọn mình cho khởi hành muộn hơn một tí. Khoảng 7 giờ sáng thì mọi người mới dậy, chuẩn bị ăn sáng. Ăn sáng ngày hôm nay cũng là phở luôn, đi đâu xung quanh Sapa cũng chỉ thấy đặc sản là phở Sapa hết. Hôm nay bọn mình đến phở Khuyên Sapa, cũng là một trong những quán phở Sapa được yêu thích nhất, vì thấy cả người địa phương cũng đến đây ăn nhiều lắm. Ăn sáng xong thì cũng khoảng 8 giờ, mọi người kiếm chỗ thuê xe. Vì ban đầu bọn mình tính đi taxi cho an toàn, mà nghĩ đi ngẫm lại thì thấy đi xe máy vui hơn, ngắm được cảnh đẹp Sapa nhiều hơn nữa, cho nên cả bọn sẽ thuê xe máy. Tiếc một cái là xe máy của khách sạn Phương Nam Sapa hết rồi, cho nên bọn mình phải đi tìm chỗ. Nhưng cũng tìm được một chỗ cho thuê xe máy Sapa gần ngay khách sạn luôn. Giá cả dao động từ 50.000 đồng cho một xe. Nhưng mà các bạn nên thuê tầm xe 90.000 đồng trở lên nha, chứ xe 50.000 đồng cùi bắp lắm, đi đường lạ không an tâm tí nào đâu. 10 giờ là sẽ đến được cổng vào bản Tả Van. Mọi người mua vé là 30.000 đồng cho một người nha. Lúc này, ngay tại trạm mua vé là mây mù bao phủ xung quanh rồi. Mình là con gái cầm lái cũng có chút rụt rè thật. Nhưng mà kinh nghiệm đi du lịch Sapa là chạy xe phải thật bình tĩnh. Cứ thong thả, cứ từ từ mà chạy, đừng có chạy nhanh theo người khác. Cảnh đẹp Sapa nếu các bạn được tận mắt nhìn thấy thì mới cảm nhận được, mới hiểu được vì sao người ta lại đi du lịch Sapa nhiều như thế. Cái cảm giác mà hiếm khi nào có được, mây mù cứ bao phủ, phần bụng xung quanh mình nó thích ơi là thích luôn. Chạy xe mà cống hết cả tay vì mình quên mang theo găng tay. Kinh nghiệm du lịch Sapa sương máu đó nha, đi đâu cũng phải ủ ấm cho thật cẩn thận. Đường đi buổi sáng nhiệt độ xuống thấp lắm, cho nên ai mà chịu lạnh không được thì mặc thêm cái áo mưa tiện lợi vô, ấm hơn hẳn, mà sương lại không làm ướt đồ nữa. Bọn mình được check-in cầu mây Tả Van, suối Tả Van, bản Tả Van yên bình khó tả lắm. Bọn mình cũng đi dạo thăm thú khắp nơi, lâu lâu bên vệ đường có cả những cô bé cậu bé người dân tộc, da mặt thì hồng hào, đang chơi trò chơi rất vui. Thấy người từ vùng khác đến thì cũng tròn mắt nhìn, đáng yêu lắm. Đi dạo vòng quanh bản Tả Van thì trời cũng tới giờ ăn trưa rồi. Cả bọn cố gắng đi thêm 1-2 địa điểm du lịch Sapa nữa rồi về thị trấn ăn trưa luôn. Bọn mình đến bãi đá cổ để sống ảo, rồi qua khu chạm khắc đá cổ Sapa tham quan luôn. Khu này như là một bảo tàng về đá thu nhỏ Sapa vậy. Dù không phải là một địa điểm du lịch Sapa nổi tiếng, nhưng cũng được xem là điểm đặc biệt của bản Tả Van, nơi mà người ta có thể được tìm hiểu về bãi đá cổ Sapa này. Có một điều khiến mình hơi khó chịu khi đến bãi Tả Van, đó chính là các bé nhỏ người dân tộc và cả các cụ già ở đây chèo kéo khách mua hàng nhiều lắm. Ban đầu chỉ là hỏi thăm như là cháu tên gì, cháu ở đâu, về sau lại bán hàng, và khi mình không mua hàng nữa thì chuyển qua xin tiền. Nên các bạn lưu ý tránh các cụ già và các bé nhỏ bán hàng này ra càng xa càng tốt nha. Vì các bạn đồng ý mua cho một bé thôi là cả chục đứa bao quanh lại xung quanh rồi chào mời các bạn bắt mua cho bằng được luôn ấy. Trên đường về lại thị trấn Sapa thì mình còn ghé qua Lao Chải nữa để chụp hình kỷ niệm, rồi sau đó về lại thị trấn Sapa ăn trưa. Bọn mình chọn quán ăn tên là Paradise Sapa, vào gọi nồi lẩu bò thập cẩm, gà nướng, cơm chiên, rau su su xào, bắp chiên, khoai chiên, ăn cho no căng cái bụng. Tổng thiệt hại cho bữa ăn trưa này là khoảng 1.200.000 đồng cho 7 người nha. Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi cho xuôi cơm tí, rồi sau đó là sẽ đi bản Cát Cát. Giá vé vào cổng bản Cát Cát là 90.000 đồng cho một người lớn và 50.000 đồng trẻ em. Giá vé của địa điểm du lịch Sapa này khá đắt, nhưng mình cảm thấy không xứng đáng lắm so với những gì mình trải nghiệm được. Vì lần trước mình cũng đến bản Cát Cát rồi, giá vé là khoảng 50.000 đồng cho một người, nhưng mà cảnh quan lại cũng không có quá nhiều như bây giờ. Bây giờ thì thêm nhiều tiểu cảnh mọc lên hơn để các bạn có thể chụp hình sống ảo thoải mái. Nhưng các bạn nhớ là khi mua vé vào cổng địa điểm du lịch Sapa này thì nhớ kiểm tra xem giờ biểu diễn văn nghệ nha. Có những tiết mục múa sập giao lưu với khách du lịch Sapa khá vui, được rất nhiều người hưởng ứng nhiệt tình. Tới giờ này là đuối lắm rồi cho nên mọi người kéo nhau về. Sau khi đến nơi lấy xe rồi thì quay về thị trấn, tắm rửa một cái cho sạch sẽ rồi đi ăn tối. Trên đường đến quán ăn tối thì mình thấy tại quảng trường thị trấn Sapa đang diễn ra chợ tình. Chợ tình Sapa sẽ diễn ra vào tối thứ bảy hàng tuần lúc 20 giờ nha. Lúc này sẽ có các thanh niên ở độ tuổi cặp kê nhảy múa kết duyên với nhau. Tất nhiên đây chỉ là một buổi biểu diễn thôi, vì giờ các chợ tình như thế này cũng không còn mang yếu tố kết duyên như trước nữa, mà chỉ là biểu diễn để khách du lịch Sapa biết được văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc đang sinh sống ở Sapa thôi. Xong rồi thì bọn mình đi ăn tối. Bọn mình ăn ở nhà hàng Phương Trang. Bọn mình cũng chỉ gọi những món đặc sản của Sapa như là lẩu cá tầm, gà nướng, ngô chiên, rau su su xào thôi. Bọn mình ăn hết tổng chi phí cả nước uống là 1.200.000 đồng. Ăn xong rồi lại đi vòng vòng quảng trường kiếm cái gì chơi. Mình có thấy kế bên quảng trường Sapa có một điểm thấy quá trời khách du lịch Sapa đến check-in, đó là trung tâm trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đặc hữu Sapa. Ở đây như là một ngôi chợ thu nhỏ vậy, bán đủ thứ đặc sản của Sapa như là quần áo, vải vóc thổ cẩm,
các loại hạt rang nổi tiếng của Sapa như là hạt dẻ, hạt ốc chó, hạt hạnh nhân v.v. và rất nhiều món đặc sản của Sapa khác nữa. Bạn nào muốn mua về làm quà thì mua luôn, rồi về khách sạn đóng gói nha, mai đỡ phải mất thời gian đóng gói. Xong rồi thì về khách sạn ngủ thôi, chân mỏi quá rồi. Ngày thứ 3 trong chuyến hành trình du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm tự túc của mình sẽ tham quan nhà thờ đá Sapa, núi Hàm Rồng và sau đó thì về lại Hà Nội. Sáng ngày Chủ nhật thì nhà thờ có lễ, các bạn có thể đi lễ nhà thờ đá Sapa luôn nha. Đến 10 giờ thì sẽ check in núi Hàm Rồng, 12 giờ thì về khách sạn dọn hành lý, trả phòng đi ăn trưa, 14 giờ thì xe đón đoàn về lại Hà Nội, kết thúc chuyến du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm. Sáng Chủ nhật thì bọn mình đi ăn sáng, rồi qua nhà thờ đá Sapa check in chụp ảnh tí. Đây là nhà thờ cổ nhất tại Sapa rồi đó, nhưng vẫn còn rất vững chãi. Địa điểm du lịch Sapa này được người Pháp xây dựng từ năm 1895. Nhà thờ bằng đá này có tháp chuông và kiến trúc thì theo kiểu Gothic La Mã. Mặc dù đã có dấu ấn của thời gian rồi, nhưng mà địa điểm du lịch Sapa này vẫn được tôn tạo và bảo tồn, trở thành một trong những hình ảnh không thể thiếu khi nhắc đến thị trấn Sapa mùa xuân. Sau đó thì bọn mình đến núi Hàm Rồng. Đường đi thì nằm ở kế bên nhà thờ đá Sapa luôn. Núi Hàm Rồng là nơi nhìn được toàn cảnh view thị trấn Sapa trong sương. Bạn nào đi du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm thì nhớ dành ra vài tiếng leo núi Hàm Rồng nha. Núi Hàm Rồng là một ngọn núi nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ với ý nghĩa là hàm của rồng. Hàm Rồng là một trong số ít các ngọn núi Việt Nam có yếu tố tượng hình rõ nét và đẹp nhất. Giá vé vào cổng Hàm Rồng là 50.000 đồng cho một người lớn, muốn vui chơi bao lâu cũng được. Núi Hàm Rồng nằm cách thị trấn Sapa chỉ chừng 3 km thôi, là một ngọn núi nổi tiếng thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, rất hùng vĩ và đồ sộ. Đi tour du lịch Sapa ai mà không một lần đến tham quan núi Hàm Rồng thì chắc chắn là sẽ ôm lấy rất nhiều tiếc nuối. Địa điểm du lịch Sapa nổi tiếng bậc nhất này được đặt tên theo hình dáng của nó, giống như hàm của thần rồng uy nghiêm và hùng dũng. Nằm ở độ cao là 1.700m so với mực nước biển, nơi cao nhất có thể cán mốc 1.900m. Núi Hàm Rồng chính là địa điểm du lịch Sapa lý tưởng nhất để các bạn có thể cảm nhận được hết nét đẹp ngây ngất của trời, thiên nhiên và sức sống ở Sapa. Vậy là xong địa điểm du lịch Sapa cuối cùng trong hành trình du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm tự túc rồi. Sau đó thì mình về khách sạn nghỉ ngơi rồi đi ăn trưa nhẹ nhàng để lên xe đỡ phải say xe thôi. Bọn mình đi từ 14 giờ về tới Hà Nội là 20 giờ. Do Chủ nhật cho nên đường có rất nhiều phương tiện di chuyển. Xe cần nhiều thời gian để đi hơn là lúc đi từ Hà Nội lên Sapa nha các bạn. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình về chuyến du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm tự túc vừa rồi sẽ có ích cho các bạn khi thiết kế một lịch trình khám phá Sapa 3 ngày 2 đêm của mình. Nếu các bạn cần thêm những thông tin nào về chuyến du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm này thì có thể để lại bình luận bên dưới để blog du lịch giải đáp cho các bạn nha. Hoặc nếu các bạn từng đi du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm với chi phí rẻ hơn, hành trình khác hơn, đi được nhiều địa điểm du lịch Sapa hơn thì có thể để lại bình luận bên dưới chia sẻ cho nhiều người khác cùng biết nữa nha. Các bạn thấy video hôm nay của blog du lịch như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cảm nhận của mình nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm đi du lịch. Chúc các bạn sẽ có được những chuyến đi thật nhiều niềm vui và trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.